Và tôi sẽ nói được phép cho chương thế hạ cho đọc trên mùi. Và bì xây cơm kia. Và chú ý nhớ bỏ chương răn. Và tốt bì xây cơm kia. Và nè xì mà riêng bông cơm mình chơi. Bỏ chút phương phía tì buôn khách. Nì, sạch đam. Bỏ chương cung rồi bỏ chương răn. Quay chênh sạch đam rồi bỏ xây cơm kia. Đùl cực lúc ở nhà cà đào. Xông rộp mặt hồng. Bà nè chung cơ hội bà tỏ tiền. Bà bọt mà cái anh bì chương răn. Bà sẽ đám mà bò kìm kìa. Bà chung cung bà bì xây kìm kìa. Chung cung bà chương răn. Bà bánh bánh đôi chung cung nè mà prao. Bà chung đăng tha cho mơ thông tức nè nà chìa chiêng. Nhi mà phoi kè mô đìa. Bà mùi cây nhà bò chương răn. Bà chống bẹc đá tất buồn nó bánh mày nè. Bà chóm phlong lo. Bà phlong âm xì lùm mồm khá nè. Bà phai chọc. Bà nè thay mùi tiết rồi bà chiêng răn. Bà dạ bạch. Bà chiêng răn có bà bạc bò tự đo cái chạp ca phiêu cái bông đào hùl hùl rồi. Tôi sẽ nói với bà, chú chất bằng tay, không tập trăm bánh bánh này. Sẽ đâm bà bê xe cung kia. Lúc sẽ đâm với đáy toát một chương tiết. Bà xông cái lái như hùl hùl mà đón tiết bà. Nê. Bà xông mà đón tiết. Bỏ chân tôi đi mê đoá tròn chương rắn. Rùng vông bà chan. Bọn cơ cơ hòm xe cung kia. Nên là cái nào có một cơ kia đã xuất tử.